Gần đây nhất ngày 30 tháng 10 cô tiếp tục lôi tên của thầy Minh Tuệ ra để nói tiếp. Cô CEO, tụi bay tôn thờ ông thích Minh Tuệ thì kệ tụi bay, tao không tôn thờ làm gì tao. Tao chỉ tôn thờ quê hương đất nước, tổ tiên ông bà, cái nơi tao sanh ra là cửu quyền thất tổ. Tao đã nói gì ổng chưa mà tụi bay dậy đành đạch đành đạch dậy. Hiền dịp mời quý vị và các bạn chúng ta cùng xem nội dung chi tiết. Trước những phát ngôn có phần nặng nề về cư sĩ Minh Tuệ, cô CEO đã bị nhiều người sáng tác nhạc chế để chỉ trích và lên án. Cô CEO bị chỉ trích bằng nhạc chế. Những ngày qua, phát ngôn của cô CEO liên quan đến cư sĩ Minh Tuệ đã gây ra rất nhiều tranh cãi. Nhiều người tỏ ra bất ngờ và khó hiểu khi cô CEO tuyên bố đòi quốc sư Minh Tuệ không trượt phát nào trong khi vị cư sĩ này chưa hề gặp gỡ cũng chưa hề có bất kỳ phát ngôn nào đụng chạm đến cô CEO. Nhiều người tỏ ra phẫn nộ vì cho rằng cô CEO đang vượt quá giới hạn của tự do ngôn luận, có những phát ngôn mất kiểm soát đến cư sĩ Minh Tuệ. Những phát ngôn của cô CEO về cư sĩ Minh Tuệ đã gây nhiều phẫn nộ. Đặc biệt trên mạng xã hội đã lan truyền nhiều bài nhạc chế hoặc nhạc tự sáng tác mang tính kể tội, chỉ trích, lên án cô CEO vì những phát ngôn liên quan đến cư sĩ Minh Tuệ. Trong đó, có bài nhạc chế đặt tựa thầy tôi tội gì. Dựa trên nền nhạc của bài đứa con tội lỗi do một tử tù ở Nghệ An sáng tác năm 1995. Bài nhạc chế có những lời như cô ra tòa được 4 năm hôm địa nồi cơm sư thích minh tuệ cô không nhìn mình sai hoặc đúng cứ sồn sồn nói lời lộng ngôn tuy cô giàu nhưng rất hơn thua dù là luôn làm phước đi chùa sư minh tuệ ngài tu thư thái chưa bao giờ biết hờn một ai cô du lịch vắng tanh kể từ khi nhắc đến sư thầy mới ra tò làm sao cô hiểu sư minh tuệ đâu phải phàm nhân bài nhạc chế này ngay sau khi tung lên mạng đã được lan truyền chóng mặt. Thậm chí, còn có cả bản karaoke để mọi người có thể hát. Ngoài ra, còn có một bài được đặt tựa đề thang trách do Nguyễn An Nhiên viết nhạc, Đông Hải viết lời, Thảo My thể hiện. Bài hát này có những đoạn, đụng tới thầy tôi bị quay xe, liền chứng tỏ mình hay phán xét làm chi nói chuyện người ta tôi không chen vào nhưng chạm tới thầy làm sao tôi ngó lơ đâu phải người quen không phải người nhà thì hà cớ chi mà nói người ta đâu phải ỷ mình oai mà ép người tài thầy muốn yên bình tu tập thế thôi nghệ sĩ nhân dân dương duy biên nguyên thứ trưởng bộ văn hóa thông tin du lịch cho rằng không phủ nhận thời gian qua cô ceo cùng chồng và công ty làm được nhiều việc tốt giúp đỡ được nhiều hoàn cảnh khó khăn tuy nhiên điều đó không có nghĩa là bà nguyễn phương hằng muốn nói gì thì nói đụng chạm đến ai thì đụng chạm tôi có cảm giác như bà nguyễn phương hằng thích gây sự chú ý của mọi người muốn nổi tiếng muốn là ngôi sao bà ceo làm được nhiều việc tốt nhưng cũng luôn đi kèm với ồn ào nhiều người cũng làm việc tốt nhưng người ta âm thầm lặng lẽ và tôi thích tiếp người thứ hai hơn cần phải có sự cảnh tỉnh để bà CEO biết mình là ai và cũng phải có điểm dừng. Không thể gì làm được việc tốt là có quyền động chạm đến bất cứ ai, làm bất cứ việc gì. Theo nghệ sĩ nhân dân Dương Duy Biên, cô CEO nên biết tôn trọng danh dự, nhân phẩm, tự do, tín ngưỡng của người khác. Nếu phát hiện ai đó sai phạm thì báo cáo lên cơ quan chức năng, nếu có bằng chứng để họ xử lý theo quy định của pháp luật. Không nên tự tạo ra một diễn đàn để thỏa mãn sự hiếu kỳ của một số người, có thể hết người này sẽ đến người khác, hết chuyện này đến chuyện khác, chưa kể là cách nói rất cảm tính. Cô CEO tuyên bố sẽ rút lui, không tạo thêm thị phi. Chiều ngày 20 tháng 10, cô CEO đã có buổi nói chuyện tại khu du lịch Đại Nam với chủ đề thông cảm hay vô cảm trước đó cô ceo khẳng định chắc nịch rằng trong tót sâu này bà sẽ quốc sư minh tuệ không trượt phát nào chính điều này khiến cho rất nhiều người hồi hộp chờ đợi để xem cô ceo nói gì về sư minh tuệ nói riêng và một số người bà đã đề cập trước đó nói chung cô ceo và chồng trong tót sâu tuy nhiên trong tót sâu này cô ceo lại không quốc sư minh tuệ như đã nói trước đó mà đánh lái sang một câu chuyện nhạy cảm khác tại buổi trò chuyện này cô ceo cũng thừa nhận quá khổ đau vì những chuyện trên mạng xã hội bây giờ tôi chỉ nghe ngóng chuyện xã hội để biết tình hình xã hội thôi chứ để đi sâu vào bàn luận tôi không còn cảm xúc nữa tôi quá khổ đau vì những chuyện trên mạng xã hội rồi tôi đi xa Xa quá, cô CEO nói. Cô CEO cũng tâm sự rằng cô sẽ dẫn xuất hiện thường xuyên ở khu du lịch để giao lưu, chụp ảnh với mọi người. Nhưng không can thiệp vào những câu chuyện trên mạng xã hội nữa vì như thế thì cô sỉ nhục cô quá. Con gái của tôi nói với tôi một điều mà tôi cảm thấy xấu hổ với con. Con nói rằng, mẹ ơi, con gian sinh mẹ, hai năm rưỡi qua mẹ đi tù, ba khổ vì mẹ quá nhiều rồi có những lúc ba rất cô đơn ba rất buồn con không dám nhìn ba mẹ hãy chăm sóc ba đi chăm sóc mẹ đi chăm sóc tụi con đi con thấy người ta chửi mẹ mà không biết làm gì để bảo vệ mẹ con thương mẹ mẹ đã đau khổ quá nhiều con xin mẹ mẹ hãy thương ba đi thương mẹ đi những lời nói của con khiến tôi thật sự thấy mình có lỗi thời gian qua tôi có lỗi với chồng với con tôi đó là sự thật có lỗi rất là nhiều ngược lại tôi cũng đã làm cho mọi người biết được nhiều cái xấu nhưng xã hội mà tôi đã làm hết sức có thể tôi sẽ rút lui trong danh dự rút lui trong sự yêu mến của mọi người tôi có tuổi rồi tôi không bon chen làm gì nữa cô CEO trải lòng thêm. Cô CEO nói thế chúng ta tạm tin vậy, nhưng không gần đây nhất ngày 30 tháng 10 cô tiếp tục lôi tên của thầy Minh Tuệ ra để nói tiếp. Cô CEO, tụi bay tôn thờ ông thích Minh Tuệ thì kệ tụi bay, tao không tôn thờ làm gì tao. Tao chỉ tôn thờ quê hương đất nước, tổ tiên ông bà, cái nơi tao sanh ra là cửu quyền thất tổ tao đã nói gì ổng chưa mà tụi bay dẫy đành đạch đành đạch dậy hiền diệp cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video hiền diệp chia sẻ